Hello tất cả mọi người nha, mình là Bilsagui đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là 2 Vô Pháp và 3 Ionia nha. Với set nè, Zed, Ire 2 sao, Viago 1 sao. Và tướng đam chính của mình đang có, đó chính là Zed 2 sao, đang cầm 3 vô cực kiếm nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ luôn á, là mình cũng đang có được một cái lượng máu phải gọi là cực kỳ ổn luôn, khi mà đang còn tận 98 máu nha, ở tầm round 2.7 như này. Nhưng mà cũng rất là xui luôn mọi người, rất là ảo ma sucola luôn á. Vẫn thần kỳ luôn anh em ơi. Trước khi mà qua ra quái á, là mình vẫn mất chuỗi thắng 5 trận liên tục nha. Mặc dù cái form bài của mình nó đang rất là mạnh rồi, với Zed 2 sao từ rất là sớm nha, lắp luôn cho em nó là 3 trang bị lớn từ rất là sớm luôn nha mọi người. Đi chung một cái form bài á, là vừa vô pháp nè, vừa Ionia nè, cũng như là Ire 2 sao nha. Nhưng mà thua á, thì thà thua đậm đi, thua rất là cay luôn mọi người á. Thua đúng một con còn có 1 chấm máu à. Mất chuỗi thua ở nhà, mất chuỗi thắng 5 trận liên tục luôn, cay thật sự luôn á chứ. Mà không sao nha, tại vì lúc đầu game á, là mình cũng đang có được một lỗ vàng rất là ngon để mà làm thử thách vừa đồ dị, đó chính là hộp quà Pandora nha mọi người. Nên mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng á, mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm cũng khá là nhiều luôn, đó chính là Z3 sao X3 vô cực kiếm nha. Đấy, làm cho nó máu luôn mọi người ơi. Thì thật sự á, mọi người muốn mình làm cái gì á, hãy cứ bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha, để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một ha. Ui xồi, ông này ông AFK mọi người à. Nếu như mà mình gặp cái ông này ở tầm round thứ 5 anh em ơi, thì thôi chứ, bá cháy ăn bỏ chén luôn á, chuỗi thắng 5 trận, tiền lãi không á anh em ơi. Tại vì mọi người nên nhớ nha, nếu như mọi người tích được tầm 50 vàng tiền lãi á, thì nó sẽ cho anh em thêm 5 vàng mỗi round. Nhưng mà chuỗi thắng từ 5 trận trở lên á, nó cũng cộng cho mọi người đó chính là thêm 3 vàng mỗi round rồi. Đây là một cái lượng tiền rất là lớn nha. Để cùng xem thử cái lỗi thứ hai là lỗi vàng anh em ơi. Rondi khảm bỏ thạch đó cũng khá là cùi, bầm bệnh khá là cùi, hy hiệu Ionia cũng khá là cùi luôn anh em ơi. Ây da, chắc là mình sẽ lấy cái lỗi thứ hai đi mọi người ơi, tại vì hai cái lỗi kia nó cùi quá. Mà nếu mà tính ra á, thì ba cái lỗi này nó đều cùi như nhau cả. Khi ấn Ionia kia á, thì nó cũng bình thường à. Tại vì nếu như mà ngon nhất á, thì mình cần lấy ấn vô pháp hoặc là lấy ấn đồ tể nha mọi người. Tại vì cái firm bài của mình đang muốn hướng tới á, là càng nhiều đồ tể, càng nhiều vô pháp á là càng tốt. Tại vì nó kích hoạt dễ hơn á mọi người. Còn cái hệ Ionia này á, thì móc 3, 6 và 9 nó rất là cao luôn á anh em. Muốn kích hoạt thì rất là khó. Còn cái hệ vô pháp á, thì nó cũng khá là dễ. Móc 2 nè, móc 4 nè, đấy. Còn cái hệ đồ tể nha, thì nó phải gọi là siêu dễ rồi. 2, 3, 4, 5, 6 cứ bỏ ăn con là được thêm hệ, cứ bỏ ăn con được thêm hệ. Quá dễ luôn á mọi người. Cái này mình thắng được ở không đây? Z nó lướt xuống nó chọt cái này mời chí mạng 100% nha. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì tất cả tỷ lệ chí mạng bị dư ra thì nó sẽ chuyển hóa thành sát thương chí mạng nha mọi người. Nên mặc dù á, con Z của mình nó đang lắp đó chính là 3 vô cực nha, và đang thêm một cái lô vàng khác nữa, đó chính là khảm bỏ thạch nha mọi người. Tăng tỷ lệ chí mạng cũng như là kỹ năng có thể chí mạng. Nên nếu như mà tỷ lệ chí mạng bị dư ra thì xôi ôi, đang càng một tăng cao đó anh em ơi, chọt đau lắm. Ok, mình đang roll Z3 sao ở tầm level 6 nha. Tỷ lệ roll đang tận 40% mà nó không ra nữa thôi chứ. Đúng là ảo Maestro thật sự luôn á. Ôi tướng 3 vàng không như này. Oh my god, Talia ra kìa anh em ơi, Galio nó ra kìa. Ước gì Z nó cũng ra được nhiều như vậy ha. Trời, mấy anh khách nó ra quá trời luôn mọi người. Ok, ông sao nha. Gặp công này đây, ông này level 5 top 3, một cái form bài là Dũng Sĩ Ionia. Cố lên nè bạn ơi, đang chủ thắng 2 trận ở đó, đừng có thua nha. Z nó chọt rồi em ơi, chắc chắn luôn nha, là 100% tỷ lệ chí mạng á. Lỗi vàng nè, rồi ba vô cực nè, trời ơi, quá đau luôn á mọi người. Chọt có vài phát à, 1800 máu rồi. Rồi đi chợ thôi. Nói chung là mọi người có cái hộp quà Pandora này rồi á, thì đi chợ mọi người chỉ cần lấy cho mình. Thứ nhất á, là tướng anh em cần. Thứ hai á, là tướng mắc tiền nhất nha. Tướng mọi người cần á, thì về anh em xài luôn. Anh em up lên level 3 sao hoặc là up lên 2 sao ở đây mà thì ok. Còn hai á, là lấy tướng mọi người về bán nha. Với bộ tướng 4 tiền, 5 tiền rồi đó. Ê, nhưng mà cái con Yasuo kia khá là ngon nha mọi người. Cái con Yasuo kia là vừa Ionia nè, nó còn cầm thì vàng nữa chứ. Mình bú được không nhờ? Ở chắc được luôn á anh em. Ok ok.
Tôi xin nha, nãy xưa. Nếu như mọi người chưa biết thì cái thị vàng này có thể lắp được cái Ấn Độ tệ á. Ngon lành luôn rồi, ngon lành luôn rồi. Chắc chắn rồi mọi người ơi, nếu như mà trận này lắp được Ấn Độ tệ thì mình sẽ kết hợp đi chung một cái firm bài là Z 3 sao đi chung với 6 đồ tệ nha. Tại vì nếu như mọi người chưa biết thì cái hệ đồ tệ này nè là cái 5 con à. Nếu như mọi người muốn kích mốc 6 thì bắt buộc phải có một cái Ấn Độ tệ nha thì mới chơi được. Đó là lý do tại sao mình không có cần phải lấy cái Ấn Ionia làm gì cả nữa mọi. Tại vì nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đối với cái firm bài mà mình đang chơi á. Nó cũng bình thường thôi. Ôi xồi, ông này level 6 chủ thắng nè, đang top 2 nè nha. Một cái form bài 2 sao khá là nhiều luôn. Và đi chung với Warwick đang cầm hai cái trang bị lớn Carrier. Zed bay răng sau chọt được nè, dinh bắn nhưng mà ôi ôi, Sylvan đốt chết rồi mọi người ơi. Darius bủ được nhưng mà Sylvan có hơi bị trâu. Samira bắn xuyên giáp liên tục. Katarina lên mana được hay không đây? Lên mana, xoáy và chúng hai đứa, Darius vẫn chặt được. Và đó là chủ thắng 4 trận cho mình. Ô, từ từ Samira, nice. Cái fan này mà thua nữa rồi thôi chứ. Tôi khóc luôn đó mọi người. Cái trận này mà thua nè thì mới khóc thiệt đó nha. Tại vì nó sẽ không có khác gì cái trận ở round 2 chấm cả. Round 2 chấm đúng không? Cũng thắng 4 trận xong rồi thua 1 trận. Mà round 3 chấm như thế này á mà còn tiếp diễn được nữa rồi thôi chứ. Thì đúng là kỳ tài luôn anh em. Đúng là lịch sử có 102 xảy ra 2 lần. Ông này cũng là đồ tể nè, cũng là Z nè. Nhưng mà ổng không có phải chơi là Z carry mọi người. Ổng bỏ Z vào chơi để kích thể thôi. Ui xồi, ông này mà có form bài là đồ tể đi chung với đề Mai Sa, Bobby 2 sao nhưng mà cầm ba cái trang bị tăng cũng ấn ồm luôn á. Z vẫn móc được nha, xuống móc cái con này đây. Sao nó móc Colette trước vậy, móc Kelly kìa bên nội. Đúng rồi, xồi ôi. Con Zed nó chặt đúng hai cái thường thôi mọi người ơi. Kayle nó bay màu luôn mà. Đánh thường đúng hai cái. Kayle bốc hơi ngay vào luôn. Không còn được chơi game nữa. Khá là tội cho bạn. Kata 2 sao luôn nè. Đã từng có rất là nhiều trường hợp luôn á nha. Mình roll nó tầm level 6 kiếm tướng 2 vàng 3 sao. Nhưng mà roll một hồi á, tướng 3 vàng 3 sao cả nuôi luôn anh em. Nhưng mà tướng 2 vàng carry á, vẫn chưa lên được 3 sao. Khá là ảo. Anh em tin không? Mình roll hồi á, mình bắt cả Darius, bắt cả Tae á, lên 3 sao hết nha, nhưng mà Z không được 3 sao thì là hoàn toàn bình thường nha. Tại vì mình đã bị rất là nhiều lần rồi, đâu phải một lần đâu mọi người. Cái này thì có cái đồ tể này, lắp luôn cho em nó nha. Cái cổng của mình đang chơi á là cổng Zul nha mọi người. Khi mà lắp đồ được thêm 3 vàng. Thì nếu như mà mình càng có nhiều đồ thì mình cứ lắp thôi. Nhưng mà hiện tại là mình vẫn đang để cho nó random nha. Ra đồ đẹp một tí rồi mới lắp. Chứ lắp sớm quá mình thật sự là không có muốn lắp cho lắm mọi người ạ. Tại vì chắc chắn rồi khi mà mọi người lắp trang bị lớn á, khi mà để nó random ra lại á, nó sẽ rất là khó luôn. Trời ơi em ơi, con dít của tôi đâu rồi? What the? Roll được Yasuo 2, Darius, Kata 2 sao hết luôn rồi. Nhưng mà dít 5 con từ round 3.1 thì phải đây em ơi. 5 con từ ra 3.1 và đây là ra 4.1 rồi. Và vẫn không thêm được bất kỳ một con Z nào. Holy shit thật sự. Nhưng mà làm sao, mình vẫn đang chủ thắng cực kỳ dài nha. Trời ơi, tầm này level 6 mà có con Yasuo 2 sao nó cầm cấn đồ tể như thế này thì nói chung là cũng hơi bị đau đầu đấy. Cũng mạnh phết đấy. Mình vẫn đang đợi ra thêm một là trang bị tăng, còn hai là dê ke nha mọi người. Cứ bình tĩnh thôi, gì đâu mà căng. Rồi, để cùng xem thử cái lõi thứ ba nào. Tiếp tục là một cái lõi vàng à. Combo ba lõi vàng luôn mọi người. Kiếm hút máu nè. Từ nha. Huy hiệu Noizet là rèn đốt năng lượng. Úi xồi ôi, cùi quá anh em ơi. Lấy cái lõi đầu tiên nha. Nó tăng sức mạnh cho tướng vô pháp á, cũng như là được thêm một con Zed nữa. Các tướng của bạn nhận thêm 10% hút máu toàn phần và 20% cho tướng vô phép nha. Khá là ngon rồi. Trời ơi, giết của tôi đâu rồi trời ơi. Không thể tin được luôn á mọi người. Roll từ round 3.1 tới round 4.2 không ra được thêm bất kỳ một con giết nào cả. Con giết của mình mới vừa có
là có được từ lõi nha. Lõi nó cho mình Z đó mọi người. Nhưng mà hiện tại lõi của mình cũng đang có khá là ngon. Nếu như mọi người chưa biết á, thì cái hệ đồ tể này nó cho tướng đồ tể á, là hút máu toàn phần nha. Cũng như á, là cái lõi thứ ba của mình đang có, nó cũng cho tướng tất cả luôn á, cũng như là tướng vô pháp được tăng lên tới là 20% hút máu toàn phần nha mọi người. Nên con Z này á, mặc dù đang cầm cái trang bị đó chính là 3 vô cực kiếm, nhưng mà vừa có hồi phục nè, vừa có đam nè, vừa có chí mạng nè, và còn á, có thêm một lượng sát thương rất là lớn nữa. Đấy, Z của mình là không có gì thiếu cái anh em ơi. Và nó còn đi chung với cái hệ vô pháp nữa nha. Nó sẽ gọi là bị không thể bị chỉ định là mục tiêu, gọi là bất tử đó khi mà nó lướt xuống. Nên là chắc chắn rồi, sẽ không bao giờ bị sốc đam được với cái form đồ mà nó giấy như thế này á. Thoải mái luôn anh em ơi, nhưng mà con Z của mình đâu rồi? Trời ơi, set nó ra quá trời luôn kìa. Alo, có gờ quen luôn rồi nè. Ủa? Rồi Z đâu ta? Khó hiểu thật sự luôn á mọi người. Và nếu như anh em có xem hay á, hãy đừng quên để làm một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất cơ. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Hiện tại lịch đăng video của mình á, sẽ là từ 2 tới 3 cái một ngày nha mọi người. Mình đang xen kẽ giữa meta, thử thách và đồ dị nha. Mọi người muốn xem thêm á, thì hãy cứ bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất hơn là nó sẽ có thôi. Mình ra video mới á, là anh em nhận cái tin một cái, đấy là bấm vào xem luôn là có à. Ok, thắng lại nè. Nói chung trận này mình chết sơ qua á, thì có tầm 3 ông chơi Z đó mọi người, 3 ông chơi Z. Nhưng mà người ta chơi Z kiểu như là chơi để kích thể thôi, chứ không phải là chơi Z carry. Nên người ta cũng không có roll tứ kiếm Z 3 sao mọi người ơi. Còn mình á, là đang muốn kiếm Z 3 sao nè. Ui, có ai chót nè, có thì vàng nè. Cái nào cũng ngon anh em ơi, thì vàng cũng được, mà ai chót cũng được nha. Còn gì lấy cái đó thôi. Ê, sao còn hết vậy ta? Ok, mất ai chót rồi mọi người ơi. Thôi lấy cái thì vàng đây. Đấy, mình có tận hai cái sự lựa chọn mà. Mất thì vàng thì lấy ai chót, còn mất ai chót á, thì lấy thì vàng thôi. Ui, roll nó không ra nha mọi người. Roll nó không ra, nhưng mà nó tự ra không à. Nó thích thì nó tự ra à, chứ roll nó không ra. Cây cú thật sự luôn á. Hai con nữa, coi. Trời ơi, listener ra nó ra kìa mọi người. Một phát ba con, ước gì con Z này của mình nó cũng ra như vậy. Thì đỡ phải roll rồi. Chưa bao giờ roll tướng hai vàng ba sao mà nó khó đến như vậy luôn á. Khổ thật sự. Ông này level 6, một cái form bài đề Mai Sa, đồ tể. Đang roll cây lê 8 con. Mình thấy ông này cây lê 8 con là cũng từ rất là lâu rồi mọi người ạ. Ông này cũng xui như mình nè. Z chặt được nè, chặt được nè mọi người ạ. Đánh thường nè, đánh thường nè, đánh thường nè. Vậy là đủ rồi. 3.600 đam. Z 2 sao nhưng mà cái lượng đam á là hơn kẻ Yasuo 2 sao nha mọi người. Tướng 2 vàng 2 sao và tướng 4 vàng 2 sao mà. Một cái sự khác biệt đó. Z đâu rồi? Oh my god. Thật sự là như vậy luôn á, đây nó không ra thiệt luôn á. Mình tưởng là xui rồi, cũng có cái có gọi là cái chừng mực chứ. Mà ai ngờ xui kinh khủng luôn anh em. Round 3.1, gần tới round 5 chấm rồi. Nhưng mà chưa run được. Đau lòng quá anh em ơi, tiếc tiền quá. Cây thật sự. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái yêu cầu gì đó muốn mình làm thêm, thì đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một ha. Nếu như mọi người chưa biết á, thì tất cả ý tưởng của mình đang làm thì hầu hết là đều do mọi người góp ý cả. Từ 90-95% ý tưởng của mình đang làm nha, thì do anh em bình luận mà. Mình cứ đọc bình luận, mình thấy ý tưởng nào hay á, thì mình cứ lưu lại thôi. Xong rồi chừng nào mình vài mình săn á anh em, nếu như mà nó ra thì mình làm luôn. Còn không ra thì mình sẽ làm một cái ý tưởng khác thôi. Còn 5% còn lại thì mình sẽ dựa vào nhân phẩm thôi. Mình đi săn cái combo kim cương các kiểu á mọi người, cũng như là lâu lâu á nó cho mình thật là nhiều ấn, thật là nhiều lõi. Hoặc là có mấy cái quả combo mà xoay bài tự động anh em ơi. Thì cái đó là làm ngẫu hứng nha. Làm ngẫu hứng thôi. Còn ý tưởng đồ dị này nè, thì tất cả đều là do mọi người góp ý cả. Mình cứ đọc rồi mình cứ về mình chơi thôi.
hơn thì nó ra, không hơn thì mình sang lại. Rớt một cái Neko đi trời ơi. Neko không có luôn rồi. Không có luôn rồi. Và đó là không có Neko luôn. Trời ơi, Ron chạy à, nó tự ra tiếp anh em. Ây da, nó không cho, nó gọi là nó không muốn mình roll hay sao á. Nó không có cho mình roll mọi người ơi, roll nó không ra. Máy bất lực luôn anh em. Roll nó không ra nha, nó tự ra hết à. Hư cấu quá trưởng. Ê, chắc là mình phải đổi cái ông này đi nè. Ông này đang giữ hang, giữ bang giết nè. Gặp ổng luôn anh em ơi, mình level 6, ổng cũng level 6. Rồi, quyết định luôn đi bạn ơi. Trời ơi, giết nó móc kìa anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi? Thứ gì mà chịu nổi? Và đó là rồi, ông này đi rồi đó, ông này đi rồi đó. Ok ok nha mọi người. Rao sau mà không lên được giết 3 sao nữa rồi thôi chứ tôi lấy luôn á. Phải ra nha, phải ra luôn anh em ơi. Không ra thì hơi ảo Mai Sukola đó, phải ra nha. Trời ơi, rao 5 chấm rồi đó. Tôi lên giết 3 sao tôi quẩy cho nó sướng coi ông thần. Ông thần giết này. Giờ mình có ra không ai? Đó, tàn tiếng luôn. Come on. Ra đi. Bất lực vờ lờ luôn á mọi người. Có ra không? Holy shit. Rally. Rồi không ổn rồi, không ổn rồi. Hết cứu rồi, hết cứu rồi anh em ơi, hết cứu rồi anh em ơi. Đây rồi. Trời ơi là trời. Tôi khổ quá mà. Ok không sao nha mọi người ơi. Và cuối cùng cũng là được giết 3 sao rồi. Đây, giết chót. 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 Kỹ năng. Trời ơi, chót. Ây da. Nó lắp chấm ga luôn kìa. Khắc chế cũng kinh đấy nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ bạn ơi. Chưa đủ. Ui. Ác chưa anh em. Trời ơi đúng đâu luôn á. Đã. Nhất cái nách liền. Ok bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền nha. Và lên tầm level 8 đi là đủ rồi. Level 8 kẹp thêm Gwen vào nữa anh em ơi, là kích được một cái form bài là 6 đồ tể luôn. Thì tem bài là bắt đầu thở oxy gấp luôn rồi đó. 6 đồ tể nha. Trời ơi nó tăng đam mà thôi chứ. Và mọi người đừng quên, khi mà tem bạn dưới 60% máu á thì đồ tể nha, được tăng gấp đôi lượng sát thương lên. Được tăng gấp đôi đam lên nha mọi người. Và còn hút máu toàn phần nữa. Con Z này không cần lắp trang bị hồi phục luôn. Nó vẫn hồi phục kinh lắm anh em ơi. Có lỗi mà. Có đồ tể mà. Trời ơi Nó chọt. Nó càng quét anh em ơi. 6800 đam và combat diễn ra chưa tới 15 giây. Mình thấy là combat mới có tầm 12 giây hay sao nên mình là đi rồi đó. Combat trong vòng 12 giây là super nhanh luôn đó, là siêu nhanh luôn á. Ông này level 8 cũng còn rất là nhiều tiền ở tầm level 8 nha. Và vẫn đang còn một cái Neko. Ui, lạ là một cấn đồ tể á. Mình quá là nhiều luôn á mọi người. Trời ơi, cái trận này ấn nó ra cho mình quá trời luôn á. Thôi có thì cứ bú thôi. Tại vì khi mà mình làm thử thách và đồ dị á, thì khi mà ra ấn nè, ra thì vàng nè, hoặc là ra biến hệ nha, thì mình sẽ cố gắng mình lấy thật là nhiều nhất luôn anh em ơi. Lấy càng nhiều là càng tốt. Tại vì khi đó cái form bài của mình á, nó sẽ cực kỳ ảo Mai Sukola luôn á. Nó nhiều ấn quá mà. Còn ngược lại nha, khi mà mình làm meta, khi mà mình làm những cái leo răng cho mọi người á, thì mình sẽ hạn chế nhất cái việc mà lấy thêm ấn, lấy thêm hệ hoặc là lấy thêm những cái thì vàng nha mọi người. Tại vì mình đang muốn cái form bài của mình đang chơi á, nó sẽ là chuẩn nhất so với cái form bài mà mình đưa ra cho mọi người cùng xem tham khảo. Ơi, nếu như mà cái trận đầu tiên mình không thua á mọi người ơi, là top 100 máu được á, tự nhiên thua một trận xàm ghê anh em ơi. Ông này là một cái form bài thách đấu nè. Trời ơi, mẹ giết. What? Úi dồi, combat chưa tới 10 giây mọi người. What the hell? Combat chưa tới 10 giây. Nó là nhanh kinh khủng luôn á.
Anh em thấy không, người ta vẫn đang đánh là tầm phải 20 giây, 25 giây là gấp đôi mình luôn á, hoặc là gấp ba mình luôn á nha mọi người. Mình chưa tới 10 giây, vãi chưởng. Ê, nếu như mà cái trò này mình có, à nhầm, nếu như mà cái trò này nó có cái mốc là 8 hoặc là 9 đồ tể thì mình chơi được luôn á anh em. Tại vì mình đang còn gờ quen nè, mình đang còn ai chót nè, mình chưa bỏ vào luôn nha. Chứ nếu như mà có thì mình bỏ vào kích luôn được một cái phơm bà là 8 đồ tể luôn rồi. Nhìn nó cũng ảo mai chứ bộ. Đây, gặp lại cái ông này nè. Cái ông này nãy lắp giáp gai khắc chế mình kiểu, nói chung là không ăn thua, không ăn thua. Yes. Rồi nó chọt chọt thường gần 700 đam chí mạng. Oh my god. Combat mình thấy là trung bình từ 10 tới 12 giây thôi mọi người. Trung bình luôn á, combat từ 10 tới 12 giây thôi. Mọi người đừng quên nha, khi mà tỷ lệ chí mạng nó bị tăng cao quá mức 100% á, thì tất cả tỷ lệ chí mạng sẽ được chuyển thành sát thương chí mạng nha. Nên khi mà Z cầm 3 vô cực nè, đi chung một cái loại vàng khác á, đó chính là khảm áo thạch nha mọi người. Thì cái lượng chí mạng của nó đã vượt qua tầm hơn 100% là cái chắc luôn rồi đó, thì nó sẽ chuyển qua thành sát thương chí mạng nha. Con Z này nó chọt thì thôi đâu đừng hỏi luôn. Đúng rồi, nhắc tới con Z này thì anh em đừng quên nha, hiện tại bên cửa hàng Bin U Store của mình nó đang có móc khóa, đó chính là Z Chibi, phải gọi là siêu đẹp luôn anh em ơi. Đi chung với đó là Yasu Chibi nè, Gwen Chibi, Kai'Sa Chibi và rất là nhiều tướng khác luôn á anh em ơi, như là Ashe Chibi nữa. Mình làm tất cả vị tướng đang có luôn ở trong cái trò chân lý mùa chính nha. Và nếu như mọi người chưa biết á, anh em chỉ cần mua bất kỳ một cái sản phẩm nào đó ở bên cửa hàng Bin U Store của mình thôi nha, là được tặng kèm theo một móc khóa tự chọn nha mọi người á. Nó siêu đẹp luôn á, in hai mặt luôn nha mọi người, là mặt sau mặt trước đều có hình in cả, và in này mọi người xài thoải mái luôn, không có sợ bị bong chóc đâu. Mọi người cứ qua cửa hàng của mình xem thử nha, link của mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận đó nha mọi người. Một cái website tên là biosagistore.com á, mọi người mua hàng trực tuyến luôn, mua hàng online luôn. Trời ơi, thời tiết mùa hè nắng nóng như này, anh em đi ra mua hàng ở ngoài chợ hoặc là ngồi ở ngoài đường á, trời ơi, nó nóng kinh khủng khiếp luôn á. Cái việc mà ok nhất mình thấy là anh em chỉ nên mua đồ online thôi, thật sự luôn á. Tại vì mình có một cái fanpage là BNU Store nha. Mọi người muốn tư vấn gì thêm á thì cứ nhắn vào đó, từ size số nè, cân nặng chiều cao nè, là mình tư vấn hết nha mọi người. Và anh em đừng lo, bên cửa hàng của mình á là phục vụ như ông hồn bà vua rồi, thật sự luôn. Anh em muốn bảo hành tới đâu á, mình bảo hành tới đó luôn. Mua đồ đúng không, về mặt không ưng ý á, trả lại cho mình hoàn tiền lại luôn nha. Hoặc là mua mà anh em chọn sai nó bị nhầm á, mình hoàn trả thoải mái luôn. Anh em cứ mua về không mặc, gọi là hợp ý, cứ trả về cho mình. Tại vì mình luôn tự tin nhất là về chất lượng sản phẩm mà, thoải mái mà lựa chọn hả mọi người. Trời ơi, con Z này nó một cái lần nó xài kỹ năng thôi là 2.300 đam mọi người ơi. Ông này là một cái phơm bài rất là trâu nha, nhưng mà cơm bá là cũng trụ được tới tận 15 giây đó. Cũng có tiến bộ hơn rất là nhiều so với những cái ông kia. Ông kia cơm bá đó là tầm 10 giây hoặc là 12 giây là thấy gớm rồi đó. Ông này combat chủ tới tận là 15 giây anh em ơi, là hơn khi được tận 3 giây nha. Tại vì mỗi lần thằng Z này nó xài kỹ năng á là bay màu từ 3 tới 4 đứa, và nó chọt một phát á là gần 1.000 đam chí mạng. Xài kỹ năng á thì gần 2.500 đam chí mạng. Nếu mà trúng 3 thằng á thì mọi người nhân 3 lên, trúng 4 thằng á mọi người nhân 4 lên. Tại vì sát thương và kỹ năng của con Z này á, là sát thương lan nha mọi người á. Sát thương đang mục tiêu á. Lướt xuống nè, nó chọn phát nè, chọn nè, xài kỹ năng nè, chọn nè, xài kỹ năng nè. Cái này cũng vẫn tiếp tục là 15 giây anh em ơi. Chủ hơi bị lâu luôn đó. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt các em, bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại trang web biosagistore.com nha. Một cửa hàng thời trang của mình đang có. Thì mọi người cứ bấm vào cái link của mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Anh em cứ kéo xuống dưới nè. Đó, mọi người thích mẫu nào thì có thể lựa chọn như là áo thun dây chuyền nè, rồi áo thun in hai mặt nè, áo tăng tốc wash long nha mọi người, áo wash long, áo sơ mi cũng như là rất là nhiều những mẫu áo độc lạ và độc quyền ở trên thị trường luôn. Anh em sẽ không kiếm được ở bất kỳ đâu cả. Giả bộ như mình thích cái mẫu này đi luôn đúng không, tại vì nó quá đẹp mà, in cả hai mặt rồi có cả hình Naruto các kiểu nè mọi người, và hình này là in lụa mát lắm.
Đây, mình bấm vào đúng không? Mình có thể xem thông tin sản phẩm như là mặt trước của áo nè, mặt sau của áo nè, độ rộng size áo các kiểu nha mọi người á, rồi chất liệu, đường may, màu sắc nè. Đấy, mọi người thích đúng không? Thì chọn size nha. Ở đây nè, đó mọi người chọn size M, size L, XL này, mình chọn một cái size L nha. Mình bấm thêm vào giỏ hàng. Mọi người mà thích mua nữa thì có thể thoát ra tiếp tục lựa sản phẩm và mua tiếp. Còn không á thì mọi người bấm thanh toán nha. Và sau khi đã vào đây rồi á, mọi người sẽ còn được thêm một cái phần quà tự chọn nữa nha. Cảm ơn bạn đã mua hàng của B&U Store. Mình xin tặng bạn một quà miễn phí. Hãy chọn ở đây này nha. Mọi người bấm vào đây. Đấy, nó sẽ hiện ra những cái phần quà móc khóa tự chọn nha mọi người. Và là hoàn toàn miễn phí với một đơn bất kỳ mọi người mua thì được tặng thêm. Anh em cứ mua một đơn, bấm vào đây chọn quà thôi. Giờ mà mình thích cái mẫu A chót này đẹp quá em ơi, tại vì nó mới ra mà. Mình bấm thêm này, thêm quà này và giỏ hàng nha. Đấy, là nó sẽ tự thêm rồi đó. Và tối đa một đơn hàng được chọn một phần quà nha mọi người. Mọi người chỉ cần điền thêm thông tin, đó chính là họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, cũng như là thông tin bổ sung. Giả bộ mọi người muốn giao hàng vào lúc nào, thời gian nào, cũng như là cái gì ha. Và khi mọi người mua thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Một là chuyển khoản ngân hàng nha. Anh em bấm thanh toán xong rồi chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn là ok. Hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và điều kiện ở đây nè, mọi người có thể đọc kỹ hơn ha. Và nếu như trong lúc mọi người mua đang phân vân không biết nên chọn size gì, nếu như mọi người muốn tư vấn size phù hợp thêm thì có thể bấm vào chữ chat ở phía dưới này nha. Đấy là chat trực tiếp qua fanpage của mình nha mọi người, thì sẽ có nhân viên của mình trực 24 trên 7 luôn để tư vấn cho mọi người một cách chuẩn xác nhất về size số nha, mặc cho nó thoải mái anh em ơi. Và đó là tổng quan quá trình mua hàng tại cửa hàng busagistore.com nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và bye bye.